Mời các bạn hãy cùng điểm lại những hoạt động thú vị trong tuần qua của các diễn viên nổi tiếng. Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền thoát khỏi hình ảnh ngây thơ, trong sáng, diện trang phục khoai vòng một gợi cảm của mình. Phanh Ly và Huyền Ly Di có chuyến du lịch chung cùng với nhau. Hai nữ diễn viên là bạn bè thân thiết đã nhiều năm. Phanh Ly sau khi lấy chồng đã tạm rời ra màn ảnh, sinh liền hai con, một trai và một gái. Nữ diễn viên vẫn đang trong thời kỳ bỉm sữa. Ngọc Huyền, em út Vân Vân hiện đang bận rộn với dự án phim mới mang tên Món quà của cha. Quỳnh Cun cũng tranh thủ diện bikini trong chuyến đi Nha Trang cùng với nhóm bạn thân để tổ chức sinh nhật cho chị gái Huyền Ly Di. Khả Ngân rạng rỡ, xinh tươi trong loạt hình mới. Mạnh Trường lên thăm khu nhà biệt thự đang xây của mình. Nam diễn viên hài hước viết, hãy cứ để chị em làm nóc nhà, anh em chỉ cần làm cổng nhà là được, ai muốn đi đâu làm gì thì cũng phải thông qua cổng nhà thôi. Việt Hoa xuống phố, tranh thủ hẹn hò cà phê cùng bạn bè. Thùy Anh khoe loạt ảnh diện bikini ngoài biển, nữ diễn viên cũng vừa có một chuyến khám phá rừng núi, hang động tại Quảng Bình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.